Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Dương Mịch, Lưu Khải Uy từng yêu nhau say đắm nhưng giờ trở thành thù Từng có một khoảng thời gian, cặp đôi tuổi dần Dương Mịch, Lưu Khải Uy rất được yêu thích vì xứng đôi vừa lứa Thế nhưng sau 10 năm kể từ ngày công khai hẹn hò cho đến giờ Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã trở thành người dưng, để rồi họ còn trợ mặt thành thù. Quay ngược lại khoảng thời điểm năm 2021, khi đó Tần Lam thấy cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn độc thân nên quyết định giới thiệu họ lại với nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lưu Khải Uy đã rất ấn tượng với cô gái xinh đẹp kém mình 12 tuổi, có Dương Mịch chẳng hề để ý đến ông chú ngồi đối diện cô. Sau đó Dương Mịch và Lưu Khải Uy có cơ duyên hợp tác trong bộ phim như ý. Tình cảm từ từ xuất hiện, khiến họ quyết định đến với nhau. Đầu năm 2012, sau khi bị giới truyền thông tung ảnh hẹn hò, Dương Mịch, Lưu Khải Uy chính thức công khai thừa nhận. Khi mới công khai, Lưu Khải Uy bị chế nhạo vì anh không xứng với Dương Mịch, lại hơn cô khá nhiều tuổi. Nhưng mặc kệ những lời chia bai của công chúng, Dương Mịch, Lưu Khải Uy vẫn cùng đóng chung phim, xuất hiện trong các sự kiện và còn thường xuyên sâu ân ái. Nhìn những hình ảnh ngọt ngào của Uy Mịch, công chúng dần thay đổi định kiến và dần chuyển sang ủng hộ, thậm chí còn ngưỡng mộ và ghen tị với tình yêu của họ. Để rồi sau gần 2 năm hẹn hò, Dương Mịch mang thai và cô còn muốn kết hôn với Lưu Khải Uy. Theo Caron được biết thì Dương Mịch đã thông báo tin mừng này cho người bạn thân Đường Yên đầu tiên. Đường Yên từng nhận Dương Mịch nên suy nghĩ thật kỹ nhưng nghề đẹp thần điêu đại hiệp quả quyết. Nếu không phải, Lưu Khải Uy thì mình sẽ không lấy ai cả. Và cứ thế đến đầu năm 2014, Lưu Khải Uy tổ chức một đám cưới đơn giản cho Dương Mịch. Họ cũng chính thức trở thành vợ chồng. Nhìn hình ảnh rạng rỡ và hạnh phúc của cặp sao thịnh hạ vạn tình thiên trong đám cưới, ai cũng nghĩ rằng họ đã tìm đúng nửa kia cho mình rồi. Cuộc sống của Dương Mịch, Lưu Khải Uy bắt đầu chạy qua những chuyện ngày vô cùng hạnh phúc và chưa đầy nửa năm sau đám cưới. Họ cùng đón con gái đầu lòng chào đời, đặt tên là Tiểu Nhu Mẹ. Tuy nhiên, khi con gái được 3 tháng tuổi, Dương Mịch đã nhanh chóng trở lại làm việc. cũng từ đó mà thời gian cô về thăm nhà cũng ít hơn hẳn. Công chúng hiếm khi thấy Dương Mịch, Lưu Khải Uy bên nhau như trước đây nữa. Người thì bận rộn công việc, con kẻ thì ở nhà chăm con. Trong một buổi phỏng vấn, Lưu Khải Uy từng nhận xét về Dương Mịch rằng Dương Mịch cái gì cũng tốt, chỉ là cô ấy quá bận rộn. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến cuối năm 2015, Lan Giải Trì đón nhận một tin động trời, đó là Dương Mịch bị tố qua lại với Lý Dịch Phong và cấm sừng Lưu Khải Uy. Giới truyền thông khi đó còn đưa tin, Lưu Khải Uy sau khi biết chuyện này thì liền yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên, người trong cuộc đã đứng ra phủ nhận. Scandal này ồn ào suốt một thời gian dài lúc ấy người đẹp 36 tuổi này bị công chúng chỉ trích không thương tiếc. Ngày lúc Dương Mịch vẫn đang lao đao về bê bối này, thì lại đến lượt Lưu Khải Uy bị khui ra scandal đọc kịch bản đêm khuya với bản diện Vương Âu. Người ta bỗng quên bẳng đi bê bối của Dương Mịch mà chuyển sự chú ý sang Lưu Khải Uy. Họ còn thi nhau ném gạch và mắng tài tử xứ Cạng thơm là cha nam. Dương Mịch lên tiếng bảo vệ chồng, còn chắc vị người tung ra hình ảnh của Lưu Khải Uy và Vương Âu cho biết. Ông không rõ hai người họ có qua lại với nhau hay không, mà chỉ muốn dùng chuyện này để ép Dương Mịch thừa nhận đã ly hôn mà thôi. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì cũng từ đó Dương Mịch và Lưu Khải Uy không còn tương tác gì với nhau nữa. Họ giữ mối quan hệ hôn nhân như có như không ấy, đến tận cuối năm 2018 thì mới quyết định đường ai nấy đi. Bảy năm gắn bó bên nhau đã kết thúc ngay từ đó, Dương Mịch giao quyền nuôi con cho Lưu Khải Uy và bạn thân cô chuyện hạn về Bắc Kinh sinh sống. Ngoài những liên quan đến Tiểu Như Mệ thì Dương Mịch và Lưu Khải Uy chẳng còn ràng buộc gì với nhau nữa. Thế nhưng cặp đôi nổi tiếng một thời này cũng không vì chuyện của con cái mà dần nảy sinh mâu thuẫn. Theo nguồn tin tiết lộ, Lưu Khải Uy muốn để Tiểu Nhu Mệ lộ diện công khai, còn tham gia vào show truyền hình nữa nhưng lại bị Dương Mịch phản đối. Nam Bạch Thiện không muốn con gái lớn lên trước ống kính truyền thông và hy vọng cô bé sống như một đứa trẻ bình thường. Ngoài ra, Lưu Khải Uy cũng được cho là cố gắng ngăn cản việc Tiểu Như Mệ tiếp xúc với Dương Mịch, khiến mối quan hệ của hai mẹ con dần trở nên xa cách hơn. Ông Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy cũng thường xuyên ám chỉ chuyện, Dương Mịch không hề về thăm con, khiến cô bị cư dân mạng mắng là người mẹ vô trách nhiệm. Dương Mịch có thể không quan tâm đến công chúng nói gì về mình, nhưng cô là mẹ của Tiểu Như Mệ. Máu mụ ruột thịt thì sao cô có thể chịu đựng được chuyện có người chia rẽ hai mẹ con cơ chứ? Mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy trở nên căng thẳng đến mức đại trợ mặt thành thù, có ai nghĩ một cặp đôi từng yêu nhau sâu đậm bất chấp sự miệng mai của công chúng giờ lại thành như thế này không? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.